thì cái việc hoàn trả từ đấy thứ hai và thứ hai hợp đồng á thì là hiện nay mà nói ấy, thì vẫn các con kia chưa thống nhất giữa ủy ban nhân tỉnh Nghệ An và ngành điện về cái thời gian khấu hao tài sản. Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An thì có đề nghị là thời gian khấu hao tài sản là 20 năm, nhưng tuy nhiên thì theo quy định của ngành điện thì tài sản của ngành điện thì khấu hao trong vòng 10 năm. Thì vào tháng 12 vừa qua, cuối tháng 11 vào tháng 12 thì ngành điện và thống nhất được ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong khi chờ là văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thì tạm thời ghi nhận cái hoàn trả vốn theo cái phương thức tính được 10 năm khấu hao tài sản. Thứ hai đó là tiếp nhận các cái xã tài sản lưới điện của các xã theo hình thức tăng trưởng vốn. Trước cái thời điểm năm 2010 đấy là gần 3 năm cái xã đã được tiếp nhận theo hình thức tăng trưởng vốn. Tiếp nhận theo hình thức thứ ba là tiếp nhận theo hình thức là mượn tài sản. Thì mượn tài sản là ngành điện mượn tài sản để bán điện và sau khi cải tạo xong thì trả lại tài sản cho địa phương. Cái hình thức thứ tư là hình thức tiếp nhận là tăng trưởng theo hình thức hoàn trả. Ở đây thì có 81 xã và hợp tác xã với giá trị còn lại là 28 tỷ đồng. Cái thứ hai là cái việc cái cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn. Thì sau khi cải tạo, sau khi tiếp nhận thì ngành điện là tiến hành thay thế toàn bộ cái hệ thống đó đến cải tạo sửa chữa tối thiểu để đảm bảo vận hành. Vì cái khối lượng là quá lớn và cái nguồn lực là có hạn, do đó cái tinh thần là những cái chỗ nào mà mất an toàn nhất, những cái chỗ nào mà nguy hiểm nhất thì tinh thần là cải tạo trước. Đến thời điểm này ấy, thì chúng tôi đã cải tạo được 4.600 cái số đường dây trên tổng số 11.000 cái số đường dây tiếp nhận và đã xây dựng chương trình từ nay đến năm 2020 thì để cải tạo xong cái lưới điện nông thôn